nhà thờ Thiết An, địa chỉ ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Họ đạo Thiết An được thành lập vào năm 1956, bổn mạng Thánh Giuse 1 tháng 5. Địa hình họ đạo bao gồm một phần ấp Đông Hải, ấp Ba Rinh của xã Đại Hải, huyện Kế Sách, một phần xã Tân Phước Hưng của huyện Phụng Hiệp. Về địa giới, phía đông giáp họ đạo Từ Xá, phía nam và tây nam giáp họ đạo Đại Hải, phía tây giáp nhà Nguyễn Thánh Phaolô của Đại Hải, phía nam giáp họ đạo Ba Rinh, phía bắc giáp họ đạo Thái Hải. Nhà thờ đầu tiên khi mới được thành lập do cha Giuse Phạm Đức Quán khai sinh và cai quản 20 năm từ năm 1956 đến 1975. Ban đầu họ đạo còn thô sơ do cha Giuse Phạm Đức Quán và giáo dân dựng tạm để có nơi nhà thờ để thờ phượng. Đến năm 1989, dưới thời cha John Bautista Hồ Văn Đợi, mới cất được ngôi nhà thờ khang trang. Thời gian xây dựng phải mất 2 năm 7 tháng mới hoàn thành. Ngày 26 tháng 4 năm 1989 đến 23 tháng 11 năm 1991. Năm 2003, cha Nicola Đỗ Hoàng Thọ về tiếp quản, đã dày công xây dựng để có được ngôi nhà thờ lầu khang trang nguy nga đồ sộ như hiện nay. Các phòng học và phòng cha sở được bố trí ở tầng trệt cũng khá ổn định. Ngoài ra còn có đất thánh được cha Nicola thiết kế rất mỹ quan và khoa học. Sân bãi rộng thoáng mát và cây cảnh rất nên thơ. Cùng với hai nhà kho, 4 phòng khách và phòng trực của hội đồng giáo xứ. Năm 2012, toàn bộ nền tầng trệt bị sụp lún trầm trọng. Cha sở mới lại phải dốc sức làm lại hầu như toàn bộ diện tích, cùng với việc tân trang nhà kho một thành nhà sinh hoạt, đồng thời trang bị 2 hệ thống âm thanh và phát thanh mới, đặc biệt đặt 5 màn hình rất tiện lợi cho việc hát cộng đồng và nhiều tiện nghi khác. Hơn thế nữa, một cái đàn Yamaha 971 và một cái Yamaha 3 tầng cũng được cha sở và bà con ủng hộ để hoàn thành tốt việc cụng thời.